tiếng Việt của Khỏe Mạnh đã từng là giọng Hải Dương. Và chữ L của Khỏe Mạnh thì nó không rõ. Hà Nội là Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội. Bắt đầu rồi á? Ok, từ từ. Alo zusammen. Tôi tên là Đại. Sao lại tên là Đại ạ? Kiểu bên Đức, tôi tên là Maximilian. To đúng không? To. Và bạn B của tôi đã giải thích á. Và nói thì ok, Maximilian là Max, là to. Cho nên bạn B nói thì ok, gọi là Đại. Tôi học tiếng Việt được khoảng 4 năm rồi ạ. こんにちは、あやのです。日本から来ました。あ、現在は何が新年なの？バルノヤ。ミホプティンビエン、ホアンモンナムズオイ。モンナムズオイや。ホエマンティ、サウナム。こんにちは、ビエザインティンビエンコトイ、ラ、ゴエンホエマン。ホエマン。10、2ナム。안녕하세요한국사람전형준던전입니다반갑습니다Xin chào các bạn, chúng mình là Hàn Sông Tây.Ở Hàn Quốc ạ, tình cờ vào khoa tiếng Việt của trường cấp 3. Ồ, trường cấp 3 của anh có khoa tiếng Việt hả? Thế à? Chắc thế đúng không? Ở Nhật chưa có à? Trường cấp 3 thì hình như không nghe bao giờ nhỉ? Chắc chắn chưa? Có thể. Thế ở Hàn Quốc thì đang có xu hướng học tiếng Việt không? Có đấy, vì ở Hàn Quốc cũng có kiểu gia đình đa văn hóa này, cũng có rất nhiều công việc liên quan đến Việt Nam ấy. Cho nên là bây giờ cũng Hàn Quốc đang đẩy mạnh giáo dục tiếng Việt từ cấp 3. Em học ở Nhật Bản 1 năm, sau đó học ở Việt Nam khoảng 5 tháng rồi. Thi thoảng Đại cũng không biết tại sao Đại đã bắt đầu học tiếng Việt. Nhưng mà từ Đại ở đây thì Đại cảm thấy thì bây giờ Đại biết kiểu tất cả là trải nghiệm rất là vui, rất là tốt cho Đại. Nhà lần đầu tiên Đại đã đi Đông Nam Á là năm 2018. Và sau đó Đại đã nghĩ có lẽ Đại có thể học nhiều hơn về khu vực này á, và có thể học một tiếng ở đây á. Đại đã bắt đầu học tiếng Việt ở bên Đức khoảng 3 năm á, và đi ở đây luôn để học tiếp và bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Việt. Thế thì các bạn thấy học tiếng Việt có khó không? Nên là tiếng Việt của Khỏe Mạnh đã từng là giọng Hải Dương. Ngày xưa Khỏe Mạnh hay bị kiểu giáo viên mắng là cái phát âm chữ N và chữ L của Khỏe Mạnh thì nó không rõ. Ngày xưa Khỏe Mạnh hay gọi Hà Nội là Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội. Con giáo viên kiểu mắng Khỏe Mạnh rất nhiều. À, thực ra thì Khỏe Mạnh đã từng đi học ở trường đại học bên Nhật Bản. Thì lúc đấy Khỏe Mạnh sử dụng học bổng nhà báo. Hình như là những người kiểu Việt Nam quan tâm đến kiểu du học này hay là đi làm thì chắc là biết. Học bổng nhà báo thì là thay thế hàng ngày đi phát báo thì nhà báo sẽ lo cho tất cả học phí và sinh hoạt phí. Nhưng mà nó rất là vất vả lắm. Mỗi ngày phải dậy từ 3 giờ sáng đi phát báo cho đến 6 giờ, ăn sáng đi học cho đến 4 giờ thì lại quay lại nhà báo và đi phát báo tiếp. Nhưng mà công việc đấy thì có rất nhiều bây giờ thực tập sinh Việt Nam làm. Nên là ở nhà báo thì Khỏe Mạnh được kiểu làm quen có rất nhiều bạn người Việt Nam và dần dần kiểu quan tâm đến kiểu đất nước Việt Nam và đi thử. Là nghe nói đọc viết thì các bạn thấy là tiếng Việt khó nhất ở nào? Nói vì có cái sáu dấu, có một câu mà là có sắc 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 3 lần 4 lần liên tục ấy. Thì ôi điên luôn. Cố gắng hết sức. Đó, lúc trước chưa quen, chưa biết tiếng Việt giỏi thì kiểu cứ tưởng là phải lên và lên tiếp và lên tiếp. Cố gắng hết sức. Là luôn luôn đau họng. Nhưng mà cứ quên dần thì bảo là cố gắng hết sức. Cái kiểu cái từ hay o này. Đúng rồi. Sân đòn này. Sân đòn gì đó. Sân đùng, sân đòn gì đó. Vẫn chưa biết. Hai chữ o gì chưa bao giờ học đâu. Hai o phát âm như nào? O đấy. Phải thêm nội dung này luôn. Đại biết không? Đại có biết hai chữ o không? Chắc là không biết. Còn Ayano, em thấy nghe nói đọc viết thì em thấy cái nào khó nhất? Nghe và nói rất là khó. Em không nghe được người Việt nói gì. Rất là nhanh. Đại cũng nghĩ như vậy. Kiểu nói và nghe khó nhất
sau rồi viết và kiểu ở bên Đức bình thường đại học dịch tiếng Việt thôi, cho nên từ đại ở đây thì rất là khó cho đại để nói và nghe người Việt Nam á. Khỏe mạnh thì cái phần nghe là khó nhất. Thì thực ra bây giờ khỏe mạnh đang làm thêm ở một công ty, trong công việc của khỏe mạnh thì là nghe máy, nhưng mà khi khỏe mạnh nghe cái tiếng ấy, miền Trung hay là miền Nam thì khỏe mạnh chuyển máy luôn. Yêu người Việt Nam. Tại sao yêu người Việt Nam? Tại sao ạ? Tại sao lại yêu người Việt Nam? Thì như thế thì sẽ động lực học tập cao ấy. Yêu người Việt Nam. Yêu người Việt Nam. Sau khi em yêu người Việt Nam thì tiếng Việt của em cũng rất là phát triển nhanh. Có mà. Yêu người Việt Nam luôn mà. Những bạn nào đã có người yêu người Việt Nam rồi, đã từng giơ tay. Ai đã từng có người yêu là người Việt Nam rồi? Anh Tuấn. Anh Tuấn, sao thế? Em không tin nổi ạ, anh ạ. Ôi trời ơi. Trời ơi, bảo tắc hề. Ui, thật không? Chắc không? Có à? Chắc không? Thật không? Không? Người yêu, người Việt Nam đã dạy cho bạn tiếng Việt như thế nào? Khỏe mạnh xin phép lại nói về người yêu đấy của bây giờ nhá. Thì là người yêu của khỏe mạnh thì đang là người đến từ Phú Thọ, mà không phải là người Kinh mà người Mường. Thế nên là Khoai Mạnh đang học cái những từ cái tiếng Mường. Ví dụ em biết cái gì? Nó tiếng Việt và tiếng Mường là khác đấy. Ví dụ anh chào em là ứa chào ái. À không nhầm. Ứa chào u. Ứa chào u. Ứa chào u là anh chào em. Thế bây giờ không học tiếng Việt nữa mà đi học tiếng Mường. Ồ, cũng được, trở thành kiểu dân tộc Mường. Thường mọi người dạy tiếng Đức, dạy tiếng Việt rất là dạy tiếng Việt rất là nhiều cho đại và luôn luôn học nói như thế nào như vậy, cho nên đại khá là vui. Nếu đại đi chơi với người yếu thì người yếu nói xích vào. Xích vào. Như thế nào? Tại sao? Dạy tiếng Việt rất là tình cảm á, xích vào hoặc xích thêm chút vân vân, rất là tình cảm đúng không? Hiểu không? Hiểu á. Cái tiếng Việt mà học mà đại học được từ người yêu Việt Nam ấy là hơi xích vào nhau một tí đúng không? Xích vào một cân nhau, cân nhau như vậy đúng không? Đúng rồi. Con như vậy đúng không? Đúng rồi. Rất là tình cảm á. Người yêu cũng học tiếng Nhật, cho nên là nếu không biết từ vựng em không hiểu thì em hỏi bạn tiếng Nhật, sau đó người yêu cũ dạy tiếng Việt. Như thế thì hai bên có lợi. Việc là sẽ có người yêu. Thì đối với khỏe mạnh thì bất cứ thứ gì không chỉ học ngoại ngữ nhất là thứ nhất là duy trì, kiên trì duy trì. Thứ hai tức là học với thực tế hơn và sử dụng nó. Nếu các bạn có muốn học tiếng Việt thì rất là tốt nếu các bạn có một người Việt Nam để học nhiều hơn, kiểu trò chuyện với nhau rất là quan trọng. Tiếng Việt là phát âm rất quan trọng, cho nên là em nhiều luyện tập nói. Đúng rồi, nói nhiều. Nói một mình à? Nói một mình. Hay là nói cho người Việt. Đối với những người nước ngoài mà đang sinh sống tại Việt Nam ấy, tôi nghĩ là nên sống như người Việt Nam. Như vậy thì sẽ học rất nhiều thứ. Không chỉ là ngôn ngữ mà là chúng ta phải hiểu biết về văn hóa thì có thể tiến bộ rất là nhanh. Ví dụ là Tuấn bắt đầu đi xe máy rồi thì Tuấn cũng có thể hiểu được văn hóa của người Việt Nam nhiều hơn. Tại sao người Việt Nam kiểu sử dụng nhiều túi? Vì luôn luôn cần túi để kiểu mang về trên xe máy, cho nên là phải sử dụng để túi. Thỉnh thoảng đi ngược chiều hay sao thì cũng bị chửi, cũng học được cách chửi luôn. Các thứ là nếu mà đi uống trà ở vỉa hè thì tự dưng chú hỏi gì, uống trà loãng hay là gì? Đặng. Thế là lúc tôi mới hiểu. Nên là hỏi là cái đó là sao hả? Thì tra từ điển luôn và thì gọi trà đá thì cũng có hai loại như thế. Và là cứ sống như người Việt Nam thì sẽ học được rất nhiều cách, thêm nhiều về ngôn ngữ, kể cả là văn hóa nữa. Em uống trà cúc
Lúc đó em nói là em muốn trà. Em sai rồi.